đoạn đường về mà không có cha thì nó cũng hơi buồn. À. Thì chủ yếu mình lên mình rước cha mình về. Ừ. Anh này mặc sơ mi quần jean đẹp đó thì mình thử thử cái này với sơ mi đi. Rồi thử đi. Đây. Vô thử quần jean đi. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng Đạt Đồng Tháp đang trên cái đoạn đường đi từ huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang về lại thành phố Cà Mau. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Thì cái chi phí mà đi như thế này được chú Bảy Đơn ở Mỹ ủng hộ để mà đổ xăng cộ để mà các anh em có thể đưa ông Tư về lại Cà Mau. Nhưng có một bất ngờ là ông Tư đổi ý là hôm nay các anh em có mặt rất sớm ngay tại chiếc ghe của ông Tư. Thì ông Tư nói là không về Cà Mau nữa. Thì các anh em cũng rất là tôn trọng ý kiến của ông Tư. Và cũng nhân tiện đây thì Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp cũng đưa anh Sầm Hưng về lại thành phố Cà Mau với đoạn đường là hơn 100 km. Lại nhà anh để cho biết luôn, cũng như là đồng thời thay mặt cô bác quý anh chị là Mạnh Quân hỗ trợ tiền để cho, cũng như hiện quà để cho anh Hưng cùng với người mẹ của mình có thể đón một cái Tết nó sung túc hơn so với những cái năm trước. Thật ra thì hiện nay tâm trạng của các anh em á rất là buồn cô bác quý anh chị, vì một phần nào đó cái kế hoạch của anh em đề ra nó không được trọn vẹn. Cứ nghĩ rằng là sẽ có một cái Tết đầm ấm cho ông Tư, một cái đón giao thừa nó sung túc hơn để chào đón một năm mới, để thay đổi cuộc sống mới của ông Tư. Nhưng mà mọi kế hoạch đề ra thì nó vỡ lẽ hết rồi, nó không có được như ý muốn. Nhưng mà đoạn đường đi thì các anh em cũng phải đi. Ngày hôm nay đi thì các anh em sẽ cố gắng tranh thủ quay lại những video clip về những ngày cận Tết ngay tại Cà Mau nè. Rồi và chúc Tết cho gia đình của chị Hương, cũng như là anh Sầm Hưng, cũng như là qua nhà của mẹ của anh Sầm Hưng chơi cho biết luôn. Anh Hưng ơi, cái cảm giác của anh bây giờ ngồi trên xe như thế nào anh Hưng? Đoạn đường về mà không có cha thì nó cũng hơi buồn. Thì chủ yếu mình lên mình rước cha mình về. Hôm qua em đi ăn với anh đó thì anh kể những cái câu chuyện mà ngày xưa đó. Thì không có cha rồi như thế nào anh có thể kể cho cô bác quý chị nghe được không anh Hưng? Ngày xưa thì không có mặt cha thì mình cũng không có lo nghĩ gì nhiều. Bây giờ thì có cha rồi mình cũng phải lo nghĩ về cha mình. Giờ Tết như năm nay ở dưới thì mình cũng đi lên đi xuống nhưng mà chưa biết cách đi kiểu nào thôi. Dạ. Tại đoạn đường thì nó quá xa. 31 năm rồi thì sống không có cha thì anh có nghĩ rằng là ba mình mất không anh Hưng? Cũng có nghĩ cha mình không biết còn hay không mà sao mà không đi kiếm mình. Tại vì hồi đó là mình còn nhỏ quá, không có biết mặt cha ra làm sao. Dạ. Chừng mà nghe tin ông được rồi thì cũng mừng trong lòng lắm. Chị Hương á, đi lên thăm ông Tư thì cái cảm giác anh sao? Cảm giác thì cũng vui, điện cũng suốt cho bà chị hỏi coi thử phải cha mình hay là không. Tết năm nay thì ông Tư không về thì cái Tết của mình đối với anh thì nó không được trọn vẹn do lắm. Thì thời gian tới thì anh sẽ dự định ăn Tết anh sẽ đi đâu? Cũng không có đi đâu, ở nhà với mẹ thôi. Dạ. Buồn thì như chị em thì ở nhà sum họp ở nhà cho qua cái Tết. Thật ra thì em biết chắc anh có lẽ là anh rất là buồn khi mà nghe những lời ra tiếng vào từ cái việc mà ba với mẹ mình có những cái lời lẽ gọi là phân trần với nhau á. Thì anh có chắc anh có xem được mà đúng không? Cũng có xem được. Lúc đó thì anh là một người bổn phận làm con, thì là một người trong cuộc, thì anh nghĩ sao anh Hưng? Cũng cái chuyện đó là như của cha mẹ hồi xưa, mình cũng không có biết được, mình cũng không có phân xử gì được hết. Đó là chuyện của người lớn. Dạ. Rồi bây giờ ông Tư là quyết định không về, rồi thời gian tới sao? Thời gian
tới thì có lẽ là lâu lâu thì vẫn lên thăm ông một lần, tranh thủ chị em đồ ngày nào mà được nghỉ á thì chị em chắc chạy lên. Dạ. Khi nhận được cha mình mà cha mình lại không về lại Cà Mau mà chọn cái cuộc sống như vậy thì anh có cảm thấy rất là khó chịu trong lòng không? Hơi khó chịu, nhưng mà tại vì mình tôn trọng ý kiến của cha thôi. Ừ. Cũng không biết vì sao nữa. Cha thì muốn về thì con cái lúc nào cũng mong cho cha về nuôi, nuôi cho cha. Tại vì già cả rồi. Dạ. Con cái nó báo hiếu lại. Em nghĩ là ông Tư thì chỉ còn khoảng 1 đến 1-2 năm nữa thôi thì cái sức khỏe ông Tư sẽ xuống. Và có thể là ông Tư sẽ không còn đi vớt ve chai được nữa đó anh. Mà một trong cái thời gian vừa qua đó thì mấy chục năm lên đên lang bạc rồi, ông Tư đã cũng đã có những cái thời gian gọi là mượn rượu giải sầu. Thì thành thử là uống rượu trong cái khoảng thời gian dài thì có lẽ là ông Tư có thể nghiện rượu, gọi là cái từ nghiện rượu để mà tiêu sầu á. Thì anh thấy như thế nào? Cha nghiện rượu thì cũng vẫn được, nhưng mà chiều và hoặc là tới bữa ăn thì cha uống cũng vài cốc thì cũng được chứ không có gì hết. Ừ. Cho gân cốt khỏe rồi thì cũng không sao. Ừ. Anh hôm qua nói với em á là ai cũng có nội có ngoại, mà hồi đó giờ mấy chục năm nay anh ăn Tết là anh ở nhà mẹ thôi và ở bên ngoại thôi, thì anh có muốn được tìm về nội hơn hả? Cũng có muốn về nội nhưng mà chưa có biết nội ở đâu. À. Cảm giác giờ buồn quá ha anh ha. Đoạn đường 100 cây mà tâm trạng của ba anh em á, của Bùi Hồ với lại Đạt á, với lại anh Hưng á, thì nó như là khoảng 300 cây vậy á. Đi về mà thật ra thì mình luôn tôn trọng ông Tư. Nhưng mà chắc có lẽ là do ông Tư lớn tuổi rồi thì mình không biết nói sao nữa, chỉ mong rằng ông Tư á, thời gian tới á, sẽ sống bình dị như những gì mà ông Tư đã từng có trước đây. Đạt có muốn nói gì không? Hả? Lúc mà đi hấn hở quá ha Đạt ha. Anh Hưng có muốn nói lời nào đối với cô bác của anh chị không? Dạ cũng không có biết nói với lời gì. Vậy hả? Không có biết nói gì luôn hả? Cái ngày hôm anh đi á thì mẹ anh có dặn dò gì không lên đây nè? Cũng có lên rồi gửi rồi ghé cổ rồi cho cha đồ cho đàng hoàng đi rồi cho ông về. Chị Hường bây giờ không biết như thế nào rồi, chị Hường lo lắm. Chị Hường nói gì nè, chị Hường nói là cưng làm gán làm sao mà thuyết phục cho ông Tư về. Thì đó, chị em mà cũng muốn cho cha rồi về dưới anh xuống. Chị nghe em. Chị, đang ở đâu à chị? Chị đang ở nhà. Ôi, ông Tư không chịu về rồi. Trời ơi, từ sáng sớm là Út đã điện rồi, Hưng điện rồi, rồi chị điện lên nữa đó. Ừ. Ừ. Mà nói cái gì nói, cha cũng không chịu dễ chứ á, hứa hôm qua hứa ngon lành lắm nha. Buồn ghê luôn á chị. Ai mà không buồn. Giờ em đang đi với anh Hưng với lại Đạt về nè. Em về tới đâu rồi? Em mới vừa đi à. Chị nãy chạy đi chợ mua đồ về làm cơm đãi mấy em. Buồn ăn hết, ăn hết vô luôn rồi. Ăn hết vô luôn rồi, kệ cũng phải ăn miếng đi. Nản thiệt á. Nản thiệt luôn á. Gần cuối năm rồi.
tính đâu là năm nay ai cũng điện thoại chúc mừng năm nay ăn Tết là hạnh phúc ấm im rồi. Dạ. Rồi bây giờ ổng bẻ kèo kiểu này, trời ơi trời ơi. Hôm qua chị đi mua nào là gói nè, nào là ghế vố nè, nào là mùng chụp nè. Ừ. Ừ. Mua khăn khiếu, quần áo gì đủ hết trơn à. Hết ăn vô luôn rồi chị ơi. Ăn hải sản Cà Mau hết ngon rồi. Hết ngon như lần trước rồi. Ừ rồi thôi vậy đi chị, cho chị hay gì đừng chị biết, chị chuẩn bị tâm lý. Hồi tối thì anh Hưng á phải ngủ mũi trên cái chiếc xuồng, đợi ông Tư, sợ ông Tư ngủ buồn. Đó. Rồi. Dạ dạ. Anh Hưng ơi. Cái hôm qua ngủ mũi thì sao, nói em nghe với. Qua thì hai anh em nằm trên ghe đó, nằm chịu đó chứ cũng không có ngủ nghe gì được hết. Này đi thẳng luôn anh Hưng. Ừ thẳng luôn. Không có ngủ nghe gì được hết hả? Không có ngủ nghe gì được. Sáng mấy giờ thức? Rồi không có mùng mền lạnh rồi sao? Được đưa được cái hai cái mền đó. À. Anh em đắp. Ai đưa hai cái mền? Là chú Tư đưa hai cái mền ra cho anh em đắp. Ông Tư rồi. Ha. Ba anh á. Ông ba. À. Rồi mũi chích. Đắp được cái giò với hai cái tay, còn cái mặt thì nó chích. À. Rồi kéo lên đắp mặt đó thì lòi cái giò ra. À. Vậy đó anh em cứ chịu lắc qua lắc lại tới 4 giờ luôn. Ừ. 4 giờ nhận được tin sốc nữa. Yeah. Mũi chích nó đau đau bằng cái nỗi buồn này hả? 4 giờ 4 rưỡi cái gì cái năng nỉ không con cũng không chịu. À. Khổ thiệt chứ. Thôi thì đoạn đường cũng còn khá là dài và chắc có lẽ là anh em sẽ tí xíu nữa về kiếm một cái món gì đó miền Tây để ăn hay đặt ha. Ăn canh chua hả? Cho anh Hưng đồ ăn luôn. Chắc bây giờ off máy ha. Trên cái đoạn đường đi á thì anh em đang tới cái thị xã Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng, thì ghé một cái quán võng nằm nghỉ ở tại chỗ này nè cô bác anh chị. Nhưng mà ở đây có một cái cây mai rất là đẹp luôn, làm Bùi Hồ cảm thấy nôn nóng về nhà. Và cũng như là ngày hôm nay là ngày 29 Tết rồi, ngày mai là 30 Tết mới được, năm nay thì nghỉ Tết, về ăn Tết trễ hơn tí xíu, 30 mới được về. Và đoạn đường anh em đi đến Cà Mau á thì nó chỉ còn khoảng hơn 70 cây nữa thôi là đến rồi. Mà cái đoạn đường hôm nay á thì rất là nhiều người đang hối hả chạy về quê ăn Tết nè. Cô bác quý anh chị không, rất là nhiều người, nhiều đoàn xe như thế này để hối hả lịch khỉnh đồ đạc ở trên xe hết à, để tranh thủ về quê đón Tết, là mọi người cũng thấy nôn nao vô cùng luôn. Rồi trong đó có Bùi Hồ nữa. Đây là một cái tuyến đường quặng lộ Phụng Hiệp đó. Băng qua Phụng Hiệp rồi đi đến thẳng xuống Cà Mau luôn. Quãng đường khá là dài thì anh em mình đã tới thành phố Cà Mau, đã đến cái quê hương của mình rồi. Bây giờ thì Đạt sẽ cùng anh đi vô một cái shop để mà mua một cái ít đồ để mà mặc những ngày Tết. Cái tâm trạng bây giờ sao rồi? Vui lại chưa? Dạ, cũng có hơi vui vui. Cũng đỡ đỡ thôi đúng không? Dạ. Phải có ba thì trọn vẹn niềm vui hơn đúng không anh Hân ha? Bây giờ lại có ba ngồi xe thì cũng còn niềm vui rất nhiều. Thôi nhưng mà cũng cố gắng nha. Thì thôi bây giờ các anh em mình sẽ đi vô shop ha. Cho trước đi anh. Được mấy bộ rồi anh? Ba cái áo đừng hết nhiều rồi. Chưa biết. Hảo gà là chưa có sắm đồ Tết luôn hả? Chưa. Yeah, hả? Ủa sao thích áo tay dài hả anh Hân? Thích sơ mi vậy hả? Sơ mi là hai cái ngắn. Anh này anh độc thân có bớt không? Dạ. Anh độc thân có bớt không? Dạ, bên em bán giá trẻ rồi đó. Khi nào mình mua trên 1 triệu lần sau mình lại mua đồ đọc số điện thoại sẽ được giảm giá 5% á anh. À, hả? Sao anh biết nó sát giá được? Thì tại vì bên em đã bán sát giá rồi đó. Ai bán không nói sát giá đâu.
Nhưng mà bên em có người yêu chưa? Anh này anh độc thân nè. Trời, độc thân nữa hả? À. Hả? Dạ. Anh độc thân á, anh muốn tìm người yêu á. Vậy đi tới là quần ha. Quần yên bên đây nè anh. Sao? Bạn này độc thân nè. Chịu không? Hả? Chịu thì mình chịu chứ gì. Bên này anh chắc mặt này chắc mặt người tầm 28 á. Em ở quyện nào ta? Em ở Cà Mau. Chờ, thành phố luôn hả? Ghiên dài luôn hay sao anh Hân? Một tí xíu nữa anh giới thiệu cái shop cái giảm giá nha. Hồi anh miễn lý tính tiền á. Hồi anh chủ tính tiền á anh. Dạ. Ngày sau ta Cà Mau luôn kìa. Anh Hân. Tình tứ quá ta. Kiểu này giống người yêu đi lựa đồ cho người yêu quá ta. Hả? Có câu là người Cà Mau dễ thương vô cùng là sao? Em tên gì em gái? Ngân hả? Ngân chắc còn nhỏ mà đúng không? 22 chưa? Ở đó hả? Ủa Tết này mình không nghỉ hả Ngân? Không, em bán xuyên Tết. Hử? Xuyên Tết luôn. Mùng 1 tháng luôn. Dạ đúng rồi. Mùng 1 là đâu có mua nữa đâu. Nhưng mà anh này nè, ảnh chưa có người yêu rồi có giảm giá không? Cái đó anh nói chưa biết xong nữa. Anh chính điện á anh. Thường thì bên em bán xuyên giá là nên không có giảm giá được hết. Khi mà lại lần sau thì sẽ được giảm giá 5% á. Ờ. Rồi để cho bạn Ngân lựa cho anh luôn đi anh Hân ơi. Hả? Sao mà cười? Xe 28 á kìa. Cái cảm giác bữa nay gần Tết thì mà được đi lựa đồ Tết như thế này vui không anh Hân? Đó một cái xe 28 rồi đó phải không? Cái này 28 luôn á. Anh thích mặc một sáng hay là một tối anh? Kìa hỏi kìa. Hỏi không trả lời anh. Trả lời gặp phần được gặp gì đối tượng rồi trả lời hết được rồi. Rồi chết rồi mai mốt mảnh tương tư là anh bắt cóc em luôn á. Ngân. Nha. Hả? Thử cái nguồn viên là phải thử không anh Hân? Dạ, hay là lựa cỡ con tôm con cái gì vô trong thử anh. Xem cái nào được. Cái này là mình gặp. Anh Hân xì tay của ta, áo sơ mi với lại quần jean. Giống cái phong cách Pháp á. Xong thích mặc áo thun hả? Anh Hân? Ừ? Không thích mặc áo thun hả? Áo thun thì cũng có. À hả. Bên đây có nữa nè. Nhưng mà theo cái dáng của anh Hân thì mặc cái đồ nào đẹp Ngân? Thường em thấy mấy dạng này nè, mấy cái cô này nè. Hay là anh đó phải thử á. Ở trong có phòng thử hay là mình đi tổng thử được á anh. Nhưng mà thường kết hợp theo áo thun với lại em với quần sơ mi với quần jean á anh. Sơ mi với quần jean hả? Đúng rồi. Vì sao? Tại vì thường em thấy anh này mặc sơ mi với quần jean đẹp đó. Thì mình thử được cái này với sơ mi đi. Rồi thử đi anh. Vừa thử quần jean đi. Dạ. Quần jean mình mua phải thử nó vừa mới được. Cái gì nhà mặc không được, không được. Áo thì không sao. Áo nhìn là biết vừa là quần jean cái eo của mình đó. Sơ mi với quần jean tin tưởng em nha. Dạ. Đó khổ hơn. Rồi biết được. Không chạy. Rồi sao chịu không? Bạn này lựa gì chịu không? Hả? Tại vì nó cũng còn nhiều cái. Bạn Ngân nó anh hợp với sơ mi. Bạn Ngân này anh hợp. Lựa áo thun dễ gì chịu à. Người ta chơi xấu là anh bắt đền em luôn á nghe Ngân.
là đẹp mà không xấu đâu. Vậy chê xấu thì chạy ra rước vô thường rồi. Rước vô thường là hả? Ừ. Nuôi ta nổi không? Nuôi nổi mà. Hai cái quần với bốn cái áo đây. Con câu là Tết này em không thèm kẹo mứt gì đó. Gì đã có gì đó anh Hưng. Xong chưa? Xong chưa? Đem mấy cái áo nãy đâu. Anh cũng lựa xong hai cái quần rồi đó, với bốn cái áo đó. Rồi đem ra. Anh vô mà sắp tính tiền. Còn có lựa gì thêm không anh? Dạ. Giảm giá mới lựa thêm chứ Ngân. Rồi anh cứ lựa đi, giảm giá cho. Quảng cáo shop là nhiêu tiền? Bốn cái áo với hai cái quần jean. Thầy Ngân quay này lên là bạn trai gặp chết luôn rồi. Ngân, bạn trai gặp la không? Chưa có bạn trai anh. Chưa hả? Tranh thủ à. Người ta nói là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Dạ tranh thủ tới thôi Trang dẫn đi. À cho anh, mọi người xem Ngân với. Hả? Anh nói bia shop đằng mình nói shop mình tên gì chứ? Shop gì? Nhiều Ngân. 250. Dạ 270. Ở ba cái áo có 270.000 vậy. Quảng cáo shop mà không quảng cáo người kìa. 230. Anh quản lý ơi. Kìa, nhập lên tranh thủ đi chứ con trai kìa. Ảnh giới thiệu cho kìa. Bạn ai có dịp kìa. Quảng cáo. Ngân chưa có bạn trai thiệt hả Ngân? Mấy anh trai tới đây mua đồ dữ lắm á. 244. Bán đồ nam á là có bạn gái xinh á. Giới thiệu đồ hay nữa là cực kỳ đắt luôn á. Chúng mình 1.950.000. Cái này là cô Tâm Nguyễn hả? Đây, đem giảm giá. Chúng mình 1.852.000. 1.852.000. Cái shop mình tên gì nói luôn để cho mọi người biết. Dạ, mình muốn chào nhau chỉ là chỉ cào mau chỉ có số tiền ở phường 5 Trần Hưng Đạo thôi anh. 1.820.000 Trần Hưng Đạo sắp chậm nha anh. Của em là 1.852.000 1.850 đi, em hỏi anh lại 150 nha. 1.850.000. Em cũng dễ thương quá. Rồi chúc shop mình mua may bán đắt nha. Rồi em cảm ơn. Rồi cảm ơn chủ shop luôn nha. Vậy rồi, cảm ơn nha. Ờ chưa cho anh Hưng xem mặt mà. Bây giờ ra tay anh Bia cho. Rồi bye bye bé Ngân nha.